Ống hương khi bài trí trên bàn thờ sẽ thêm gọn gàng, sạch đẹp và sang trọng. Vì vậy sử dụng ống hương giúp cho việc lấy hương khi thắp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trước mắt các bác là đôi ống đựng hương được đục phúc lộc thọ và hoa sen. Các bác có thể đựng 5 đến 7 bó rất thoải mái. Phúc lộc thọ tượng trưng cho sự may mắn, sự giàu có, thịnh vượng và sức khỏe trường thọ. Hoa sen là loài hoa duy nhất hội tụ đủ trong những ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa triết học, sự vươn dậy mạnh mẽ và một ý chí sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Ống đựng hương được đặt ở hai bên phía trước bàn thờ để thuận tay với người thắp hương. Ống đựng hương được làm từ gỗ hương đá cao cấp, có kích thước cao 28cm, đường kính miệng 8,5cm và đường kính đế là 10,5cm. Ống đựng hương bên em được phun PU bóng mờ, giữ nguyên màu gỗ, vân đẹp. Sản phẩm bên em được bảo hành 30 năm, miễn phí giao hàng trên toàn quốc và miễn phí đổi trả trong 30 ngày đầu. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp số 0928 027 555 và số 0971 446 792 hoặc nhắn tin trực tiếp vào Facebook để bên em tư vấn ạ. Cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác.